Vua nước Tề thích nghe sáo. Có kẻ muốn cầu chút công danh, đem đàn đến đứng trước cửa nhà vua mà đánh. Đánh luôn 3 năm mà vua không hỏi tới. Anh ta giận lắm, gắt mà nói rằng: ta đánh đàn đến cả quỷ thần cũng phải say mê, thế mà vua không biết cho ta. Có người nghe nói, mỉm cười bảo rằng: vua thích nghe sáo mà bác đánh đàn, cho đàn bác hay đến đâu nhưng vua không thích thì làm thế nào được? Thế là bác chỉ giỏi ngón đàn chứ không khéo cầu danh ở nước Tề lại vậy. Nhời bạn đem đàn ra đánh cho người thích nghe sáo mà cầu cho người ta ưa mình thì chẳng là khờ vụng lắm ư? Cho nên mình tuy có tài, muốn thi thố cái tài thì phải dò trước xem người dùng có ưa cái tài ấy không. Bằng không, mình cũng cứ phô tài thì chẳng những việc muốn cầu không được mà lại để thiên hạ người ta cười. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy chia sẻ và kết nối với tôi để cùng nhau chắp cánh cho những điều tốt đẹp bay xa. Bạn có thể xem video ở phía bên tay trái, nhấn nút theo dõi kênh ở bên tay phải. Và đừng quên bật thông báo để không quên bỏ lỡ những video mới nhất của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.